Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Thế giới đang tiến gần con số 19 triệu ca mắc COVID-19. Mỹ và các nước Mỹ Latin hiện là các tâm chấn mới của đại dịch COVID-19. Mỹ dẫn dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm đang tiến gần con số 5 triệu ca. Tại khu vực Mỹ Latin và Caribe, ngoài những ổ dịch giống có, dịch tiếp tục lây lan mạnh tại nhiều quốc gia như Peru, Colombia và Argentina. Hiện tổng số ca bệnh tại khu vực này đã vượt 5 triệu ca, trong đó hơn một nửa là tại Brazil. Brazil hiện đứng thứ hai với gần 2,9 triệu ca nhiễm. Ngoài châu Mỹ vẫn là nơi có diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng thì nhiều nước ở châu Á cũng đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ hai khi liên tục ghi nhận số ca mắc mới gia tăng sau một thời gian tạm lắng. Ấn Độ có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở châu Á với hơn 56.000 ca nhiễm mới và gần 1.000 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Indonesia vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tăng gần gấp đôi Indonesia cho thấy Philippines có thể sẽ sớm thay thế vị trí của Indonesia. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 18.939.540 người, số ca tử vong 709.700 người, số ca chữa khỏi 12.085.632 người. Tại Việt Nam đã ghi nhận thêm 4 ca mắc mới đều liên quan đến Đà Nẵng, trong đó 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca ở Hà Nội. Như vậy, đến thời điểm này, số người nhiễm 717 người, số ca tử vong 8 người, số ca chữa khỏi 381 người. Còn tại Tây Ninh, 4 trên 40 nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.